Redmi Note 11T Pro Plus là một con máy giá rẻ, hiệu năng cao và nó còn được trang bị củ sạc lên tới 120W. Và tất cả những thứ đó anh em chỉ cần bỏ ra với mức giá khoảng 4 đồng thôi là đã có một con Redmi Note 11T Pro Plus với phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Vậy thì với củ sạc 120W của con Redmi Note 11T Pro Plus, nó sẽ mất khoảng bao lâu để sạc đầy một viên pin từ 0 lên 100%? Anh em hãy cùng mình test ở trong video này nhé. Như vậy, sau khoảng 15 phút thì chúng ta đã có 58% pin trên con Redmi Note 11T Pro Plus. Sau 25 phút chúng ta đã có mức dung lượng pin là 92%. Vậy là chỉ khoảng 27 phút 50 giây chúng ta đã sạc được 100% trên con Redmi Note 11T Pro Plus từ 0%. Và vừa rồi thì mình đã test khả năng sạc nhanh trên con Redmi Note 11T Pro Plus. Chỉ mất khoảng 27 phút thôi là chúng ta đã có 100% pin từ 0%. Phải nói là con máy này trong tầm giá khoảng 4 đồng có một củ sạc nhanh cực kỳ ấn tượng lên tới 120W. Và có một lưu ý nhỏ nhỏ là mình chưa bật sạc nhanh 120W max trên con máy này. Vậy nên nếu anh em bật tính năng đó lên thì con số sẽ nhanh hơn khá là nhiều, chắc là chỉ khoảng 20 phút là thôi. Nhắc lại một chút về cấu hình của em máy này thì nó được trang bị con chip Dimensity 8100, bộ nhớ RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB với mức giá chỉ khoảng 4 đồng thôi. Là anh em đã sở hữu một con máy mới 100% nguyên siêu xịn và có thể cài ROM tiếng Việt lấy ngay miễn phí. Vậy thì anh em nghĩ sao về khả năng sạc nhanh ấn tượng 120W của con Redmi Note 11T Pro Plus? Để lại ý kiến ở dưới phần bình luận và đừng quên là bấm theo dõi kênh để đón xem video mới nhất ở trong tương lai nhé.